kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau kế hoạch tấn công hạt nhân sang bằng nước Mỹ trong vụ phản bội lớn nhất trong lịch sử hải quân Trung Quốc. kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin hiện đang làm trao đảo chính trường Trung Quốc. Khi một sĩ quan làm việc trong tàu sân bay Liêu Ninh, phản bội làm việc và cung cấp nhiều bí mật quốc phòng quan trọng cho tình báo của Mỹ, CIA. Trong đó có kế hoạch dùng tàu ngầm hạt nhân tấn công vào các thành phố lớn của Mỹ nhằm biến nước Mỹ trở về thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh nổ ra. Diễn biến của sự kiện đang làm xôn xao và chấn động với luận này ra sao? Tất cả đều sẽ được giải mã trong chương trình thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, như trong bản tin trước, chúng tôi đã từng đưa về một sĩ quan làm phản của Trung Quốc, Trần Tử Vân, trong một thời gian dài đã tuồn tài liệu mật cho tình báo Mỹ CIA. Lúc này, vận may trong công việc của anh ta càng lên cao, thì về phía gia đình càng trở nên rắc rối đôi khi anh ta dành cả đêm tại bộ quốc phòng thay vì ở nhà cùng với gia đình của mình vợ anh ta bắt đầu nghi ngờ chồng mình có những cuộc phiêu lưu tình ái và tìm kiếm kiểm soát mọi thứ của ông những vấn đề tài chính gia đình tưởng chừng không thể giải quyết được bỗng được giải quyết một cách ổn thỏa trần tử vân nói rằng nguồn tài chính của ông có được là nhờ những cuộc làm việc ban đêm nhưng không thuyết phục được cô vợ Mã Diễm Liên. Và sau đó trong vòng một năm kể từ khi chồng trở thành điệp viên, cô ta tìm thấy một túi hàng tạp hóa, trong đó Tủ Vân đã giấu một đống tài liệu mật. Đối với việc bị phát hiện, anh ta thừa nhận việc mình làm gián điệp và tìm cách lôi kéo vợ đi cùng. Ngay từ đầu, CIA đã cảnh báo anh ta là không bao giờ được tiết lộ bất cứ điều gì cho vợ hoặc các thành viên khác trong gia đình. Mặc dù cô vợ không có hành động gì ngay lập tức, nhưng mầm móng sự sụp đổ của Trần Tử Vân đã được gieo. Ở Hải Nam và trong khi được giao nhiệm vụ trên con tàu AFS-3, hành trình thả hàng cho CIA của anh ta trở nên khó khăn hơn nhiều. Một vụ thả hàng tháng 3 vừa qua yêu cầu một chuyến bay từ Thượng Hải đến Mỹ. Một chuyến ghé thăm nhà ngắn ngủi và sau đó lên tàu trở lại hồng kông khi anh ta quay trở lại hải nam để làm việc các vấn đề đã được khắc phục nhưng việc chuyển giao tài liệu mật không như ý muốn của anh ta là luôn di chuyển và tránh xa mã diễm liên giải pháp của anh ta lúc này là rời khỏi hải quân khi tin rằng sau khi rút khỏi hải quân anh ta có thể làm việc hiệu quả hơn với tư cách là người quản lý mạng lưới điệp viên cung cấp cho phía mỹ thông tin do những người khác thu thập. Vào thời điểm rời quân ngũ, anh ta đã bắt đầu công việc điều tra tư nhân khi nhận một công việc tại công ty Thẩm Dương một và về sau mở công ty riêng. Anh ta sai đó cũng đã ly hôn với vợ mình. Nhưng ác thay, việc này lại xảy ra sau khi lần thứ hai anh ta đưa vợ đến một trong những địa điểm giao dịch tình báo. Mạng lưới tình báo của Trần Tử Vân bắt đầu với một người bạn cũ trong hải quân, Trung úy Lâm Nguyên, cũng là một sĩ quan truyền thanh vô tuyến, người đã rời quân ngũ nhưng tái nhập ngũ vào mùa thu năm 2022. Nguyên bắt đầu làm điệp viên vào mùa hè năm 2022 khi Tử Vân nghỉ hưu. Người điệp viên già dặn kinh nghiệm đã chuyển tiếp nhiều gói tin tình báo của Nguyên cho CIA đây có thể là kết quả tốt nhất mà trung úy nguyên thực hiện so với trần tử vân từ khi anh ta phục vụ trên tàu khu trục chu ân lai khi con tàu nghỉ hưu nguyên được bổ nhiệm về trung tâm thông tin hải quân phúc kiến tuy nhiên ở đó ông nhận thấy việc chụp ảnh tài liệu khó khăn hơn lúc này vân đã mua một chiếc xe tải để nguyên có thể ngồi trong đó thực hiện công việc quay phim khi xe đậu trong một bãi đậu xe gần nơi làm việc với việc Vân được tự do đi lại sau khi nghỉ hưu và nguyên giao hàng. Người điệp viên đã đề nghị với CIA về việc cung cấp thông tin tình báo thường xuyên hơn. Một lần nữa, CIA đặc biệt từ chối. Tình báo Mỹ đã mời Vân đến một cuộc gặp mặt trực tiếp ở Nhật Bản. Tại đó, người liên lạc bên phía CIA không chấp nhận việc ông tuyển dụng điệp viên mới. Vân đồng ý tham gia các cuộc họp bí mật hàng năm ở Nhật và không mời thêm bất kỳ điệp viên nào. Sau này, anh ta khai với cơ quan tình báo Hoa Nam cục rằng trong một cuộc chạm trán trên vỉa hè ở thủ đô Tokyo, ông đã bị một nhóm người bí mật bắt đi và sau đó bị thẩm vấn, trong đó có giám đốc CIA. Vào cuối năm 2022, chuyến viếng thăm của một nhóm của cơ quan điều tra hải quân Trung Quốc để giải quyết một vụ án hiếp dâm đã khiến Trung úy Nguyên sợ hãi. Anh ta không chỉ trở nên hám gái mà còn hám tiền tố tình phá hủy hàng loạt bức ảnh của mình nhằm buộc CIA phải trả gấp đôi. Nguyên đã mang theo một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng sau khi rời nhiệm vụ trên tàu Sơn Đông với ý định tiếp tục cung cấp luồng thông tin tuyệt mật của mình sau khi rời hải quân. Trong số các tài liệu CIA thu được từ ông này là thông tin điện tính cùng các bức ảnh và một số danh sách chính của hệ thống mật mã k 7. KI8, KG14, r 7 và KL47. Các danh sách mật mã này bao gồm cả thiết kế cho các hệ thống điện thoại an toàn mới nhất của Trung Quốc, cũng như kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ. Nhận thức được việc Nguyên ngày càng miễn cưỡng làm gián điệp bất chấp những lời hứa của Vân với CIA. Vào năm 2023, Vân đã chiêu dụ con trai mình, một lính mới lên tàu Mao Trạch Đông làm việc trong bộ phận quản lý hành chính của con tàu. Anh ta cũng cố gắng lôi kéo con gái Úc của mình nhưng bất thành. Anh ta đã sao chép hơn 1.500 tài liệu cho CIA, bao gồm cả tài liệu về hệ thống vũ khí, kiểm soát vũ khí hạt nhân, quy trình chỉ huy, phương pháp nhận dạng và tàng hình và danh sách mục tiêu dự phòng. Do nợ tiền nên anh trai Vân là một trung úy hải quân đã nghỉ hưu làm việc cho một nhà thầu quốc phòng cũng bắt đầu tham gia mạng lưới. Ông này đã lập hồ sơ sửa chữa trên một số tàu chiến nhất định cùng với sách hướng dẫn kiểm soát thiệt hại cho một chiếc khác. Cách tiếp cận gián điệp của gia đình điệp viên Trần Tử Vân là một điều nguy hiểm có thể dẫn đến việc vi phạm các nguyên tắc an ninh trong ngành tình báo. Vì một khi bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị tình nghi đều có thể dẫn đến việc thẩm vấn người khác, và Vân hoàn toàn hiểu rằng mãi diễm liên đang là quả bông nguy hiểm, chờ phát nổ. Cho đến nay, các nhà phản gián của tình báo Hoa Nam vẫn chưa thoa thắc mắc việc làm thế nào mà vụ gián điệp của Trần Tử Vân có thể diễn ra trong thời gian dài nếu cơ quan chức năng không phát hiện ra vụ rò rỉ này. Không có dấu hiệu nào để biết đến mạng lưới gián điệp của anh ta chứ nói gì đến việc phá nó. Chuyên gia săn gián điệp của tình báo Hoa Nam tuyên bố ông ta biết có một gián điệp bậc thầy khó bắt đang hoạt động nhưng không có sự chú ý nào tập trung vào Trần Tử Vân cho đến khi anh ta bị lộ. Hoạt động bí mật của Trần Tử Vân cuối cùng đã bị phá vỡ và các vết nứt mở ra ở mọi đường đường nối. Cùng thời điểm, Trung úy Nguyên mặc cảm tội lỗi hoặc lo lắng để thực hiện một thỏa thuận đã gửi cho CEA một bức thư nặc danh lấy tên Russ và đề nghị sẽ tiết lộ những bí mật đen tối. Tuy nhiên, Nguyên không thể tự mình bám theo giao dịch và các đặc vụ tình báo Hoa Nam có liên quan, cũng không thể lần ra manh mối ông ta. Cuối cùng, các chữ cái Russ sẽ được kết nối với Trần Tử Vân, nhưng chỉ sau khi có được bằng chứng thực tế. Về sau, chính Mã Diễm Liên đã tố cáo chồng cũ với tình báo Hoa Nam. Sau khi con gái bà ta thuyết phục bà nói chuyện với nhà chức trách, Diễm Liên đã thông báo với văn phòng tình báo Hoa Nam ở Thượng Hải rằng bà ta có thông tin quan trọng cần tiết lộ và sau đó một đặc vụ đã thẩm vấn bà. Vợ cũ của Vân nói với đặc vụ này về sự nghi ngờ ngày càng tăng của bà đối với chồng mình từ rất lâu việc ông ta tham gia làm gián điệp và việc bà đã từng đi cùng Vân đến những điểm thả hàng gần Bắc Kinh. Bà mô tả các hành động trong những lần giao hàng đó kết hợp với các kỹ thuật của CIA. Tuy nhiên, người đại diện tình báo Hoa Nam lưu ý trong báo cáo của mình rằng bà này dường như đã uống rượu khi chào ông ta ở cửa nhà và trong cuộc thẩm vấn. Bà ta đã uống một ly vodka lớn bà ta cũng lãng tránh khi được hỏi tại sao không báo cáo vụ gián điệp sớm hơn. Người đặc vụ phỏng đoán rằng những cáo buộc của bà ta có thể là do bà ta uống quá say và có tình cảm xấu với chồng cũ. Do đó cho rằng thông tin của bà ta là không cần theo dõi và gửi báo cáo đến Thượng Hải để nộp lên trên. Một tháng sau, một giám sát viên tình báo Hoa Nam thực hiện kiểm tra định kỳ hàng quý đối với các hồ sơ lưu kho đã chú ý đến báo cáo về bà Mã và chuyển nó đến văn phòng ở Bắc Kinh vì vụ gián điệp được cho là tập trung ở đó. Tên báo Hoa Nam đã cho mở một cuộc điều tra. Về sau các mảnh ghép đã lần lượt được ráp vào đúng vị trí, con gái của Vân đã được thẩm vấn về việc cha cô đã từng nỗ lực tuyển mộ cô và thêm thông tin chi tiết vào câu chuyện của mẹ cô mặc dù cả hai đều được xem là có vấn đề cá nhân khiến họ không phải là nhân chứng đáng tin cậy. Vào đầu tháng 3, Tổng hành dinh tình báo Hoa Nam cho phép một cuộc điều tra hiện trường đầy đủ mang mật danh là cơn sóc. Cơ quan điều tra hải quân cũng đã bắt đầu vào cuộc kể từ khi Vân còn là một thủy thủ tại ngũ. Cô con gái đã gọi điện thoại cho cha cô theo lệnh của tình báo Hoa Nam và cơ quan trên đã ghi lại cuộc trò chuyện trong đó Vân gợi ý về việc cô gia nhập quân đội hoặc CIA. Tin báo Hoa Nam đã nghe trộm điện thoại và sau đó đã phỏng vấn hàng trăm người từng quen biết với ông và nhận được lời thú nhận từ Nguyên trên tàu Sơn Đông. Dấu chấm hết cho Vân cuối cùng cũng đã đến vào ngày 20 tháng 5. Ông ta bị an ninh Trung Quốc bắt giữ sau khi tịch thu 127 tài liệu mật từ tàu chiến mà ông đã bỏ lại tại điểm thả hàng. Khám xét nơi ở của Vân, an ninh Trung Quốc đã thu được rất nhiều bằng chứng về mạng lưới gián điệp của ông ta, bao gồm hồ sơ về các khoản thanh toán cho D, tức là Trung úy Nguyên, người đã tự nộp mình cho nhà nước trước trách vào ngày 3 tháng 6. Các đối tượng liên quan cũng bị bắt và có khả năng các nhân vật trên đều phải chịu án tử hình theo luật pháp Trung Quốc. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Nga nã loạt tên lửa chính xác vào trung tâm chỉ huy Ukraine. Bộ Quốc phòng nga tuyên bố thực hiện thành công cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác tầm xa vào trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine. Các lực lượng nga đã thực hiện một cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và trên không nhằm vào một trong những trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm ngày 17 tháng 6, mục đích của cuộc không kích đã đạt được, mục tiêu đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho hay không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Video quay cảnh tên lửa Nga bắn vào mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố video ngắn quay cảnh một tên lửa được bắn từ tàu chiến hướng đến mục tiêu. Hồi tháng 5, quân đội Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào trung tâm ra quyết định của Ukraine. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào Moskva. Vụ tấn công UAV khiến một số tòa nhà dân cư bị hư hại và hai người bị thương nhẹ. Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận tòa nhà mà quân Nga nhắm mục tiêu là trụ sở của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine chúng tôi đã nói về khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định. đương nhiên trụ sở tình báo quân đội của Ukraine nằm trong diện này. Ông Putin cho hay, xung đột của Nga và Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine phương Tây liên tục bông vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Trong một diễn biến tiếp theo, Mỹ nói gì khi Nga chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus? Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói rằng, Washington không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng kho vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố đã triển khai đầu đạn hạt nhân chiến thuật đầu tiên tới nước láng giềng Belarus. Chúng tôi không có lý do gì để điều chỉnh trạng thái hạt nhân của mình chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Blinken nói. Nhà ngoại giao hoàng đầu của Mỹ cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm, mang tính khiêu khích. Khi cho phép Nga công bố, bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Bistabert rằng các đầu đạn hạt nhân năng suất thấp đầu tiên đã đến Belarus, quốc gia có hiệp ước phòng thủ với Nga. Tổng thống Lukashenko trước đây cho biết ông đã yêu cầu triển khai vũ khí hạt nhân để tăng cường an ninh của đất nước trước NATO. Các cuộc thảo luận về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân đã trở nên phổ biến hơn giữa các chuyên gia và chính trị gia trong cuộc đối đầu hiện nay giữa Nga và phương Tây. Xin ghi. Kaga Gasno, một nhà phân tích đối ngoại nổi tiếng và là cựu cố vấn của ông Putin, đã gây xôn xao trong tuần này khi ông viết một bài xã luận ủng hộ Nga hạ thấp giới hạn sử dụng vũ khí hạt nhân và xem xét một cuộc tấn công phủ đầu chống lại các nước phương Tây không xác định. Phát biểu tại Mr. Bush, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào lúc này. Ông nhắc lại rằng Moscow sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí chiến lược của mình khi đối mặt với mối đe dọa hiện hữu. Bielorus xác nhận đang bắt đầu tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, đồng thời tuyên bố cắt lằn ranh đỏ để nước này tham chiến tại Urena. Bielorus xác nhận đang bắt đầu tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, đồng thời tuyên bố cắt lằn ranh đỏ để nước này tham chiến tại Urena, Có thể mở ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Trong tuyên bố, của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra hôm ngày 13 tháng 6, loại vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đang chuyển giao cho nước này có sức mạnh gấp 3 lần so với những quả bom được thả xuống ở hai thành phố Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Nga sẽ vẫn là quốc gia giữ quyền kiểm soát số vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai trên đất Belarus. Trên lãnh thổ Belarus vẫn còn nhiều cơ sở lưu trữ hạt nhân được xây dựng từ thời Liên Xô và nước này đang cho khôi phục lại. Đây chính là những cơ sở tiếp nhận số vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga triển khai tại Belarus. Số vũ khí này gồm các đầu đạn hạt nhân tầm ngắn có khả năng được sử dụng trên chiến trường. Đây cũng là động thái liên quan đến vũ khí hạt nhân đầu tiên của Moscow được thực hiện bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ hai nước chính thức ký thỏa thuận từ ngày 25 tháng 5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soru và người đồng cấp Belarus Viktor Kenin về việc cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus.